tiên mà tôi gặp vợ tôi ấy, lúc đấy là mình gọi là Hà Nội mình đi làm về ấy, lúc ấy ốm sốt, đưa mình gọi là đi tiêm nước này, đi tiêm phải mua thuốc các thứ cho mình. Người con gái gọi là khó hoàn hảo luôn anh em ạ. Thì là tôi phải chống điểm với vợ tôi gọi là 100% luôn anh em ạ. Hết gọi là hết điểm luôn, không còn gọi là cái gì để mà chê luôn đi anh em ạ. Cũng là người vợ mà tôi đang tìm kiếm đấy, mà là một người mà tôi muốn lấy về làm vợ mà cả cuộc đời của tôi, và tôi muốn gắn bó với cô ấy. Thì tôi mong muốn là vợ tôi yêu thương tôi nhiều hơn và sẽ gọi là chăm sóc tôi như lần đầu mà cô ấy gặp tôi, và sẽ trở thành một người vợ gọi là tuyệt vời. Rồi bố mẹ là con sẽ chăm sóc cô ấy gọi là hết cuộc đời. Con sẽ xây dựng một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Và con hứa là sẽ chăm sóc gọi là cô ấy thật chu đáo và không để cô ấy thiệt thòi bất cứ một cái gì. Cuối cùng con cũng cảm ơn bố mẹ, cảm ơn ông bà đã tổ chức con một cái lễ thành hôn chu đáo, hoành tráng. Và tôi cảm ơn tất cả các bạn, em cảm ơn tất cả các anh, các chị đã tới chung vui cùng em, đã tới chung vui cùng tôi trong buổi lễ thành hôn của tôi, của em. Cuối cùng thì con yêu bố mẹ, con yêu bà, yêu tất cả các bạn. In your arms as the dawn is breaking, face to face and a thousand miles apart, I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, but only love can save. Try again or walk away, but I believe thưa tất cả các cụ, các bà đại diện cho hai họ. Ngày hôm nay là ngày lành thân tốt. Qua quá trình thời gian các cháu tìm hiểu nhau và đi đến thống nhất về chung sống với nhau, hôm nay hai gia đình tổ chức hôn lễ thành hôn cho hai cháu. Từ giờ phút này trở đi, chúng tôi xin giao chú rể thành long cho các cụ họ nhà gái, và để cho các cháu vào làm lễ gia tiên. Nhà gái chúng tôi đã có thể tiểu các cụ công bà tại gia đình để có tiếp bạn là Giang. Được phép thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin chúc bạn cô giàu xin du của gia đình nhà trai để đón cháu Hà Vi và làm cho con các cụ. Xin chân thành cảm ơn. Xin được phép thay mặt cho gia đình nhà gái chúng tôi xin được chào trân trọng và chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình lòng hậu, tình cảm thiết tha của người dân quan họ Bắc Ninh dành cho nhà gái chúng tôi từ quê hương Lục Ngạn Bắc Giang đã có mặt trong tiệc cưới ngày trọng đại của hai cháu ngày hôm nay. Không biết nói hơn một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn, và tôi là ông của cháu xin được phép thay mặt nội tâm gia đình đưa cháu Hà Vi về đây chính thức giờ phút này, giao cho các ông các bà các cụ trên này làm dâu con, để mong các cụ bà tạo điều kiện cho các cháu công tác học tập và làm ăn đạt được may mắn. Một lần nữa không biết nói gì hơn, xin chúc quý vị trong khán phòng hai họ mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp như ý. Xin trân trọng cảm ơn. Xin
Kính thưa các cụ, công, các bà, quan viên hai họ, tôi xin đại diện cho họ nhà trai từ giờ phút này nhận cháu Hà Vi là con, là dâu của dòng họ nhà gia đình chúng tôi, và cũng xin thay lời cho toàn thể họ nhà trai xin cảm ơn tất cả các vị tân quý khách xa gần đã đến bớt thời gian dự lễ thành hôn của gia đình chúng tôi. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn ạ. Hey, anh em ơi,
lâu đó.